xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món bò cuốn lá lốt cho các bạn cùng thưởng thức nha. Mình sẽ xắt thêm một miếng mỡ heo để tí nữa mình bầm chung với thịt bò mình nướng thì thịt bò nó sẽ không bị khô á. Giờ mình sẽ cho gia vị vô để mình ướp thịt bò. Trong khi chờ đợi cho gia vị nó thấm vô bò thì bây giờ mình sẽ làm nước chấm. Quá các bạn ơi.
Mời các bạn cùng thưởng thức chung với mình nha. Các bạn thấy nhìn có hấp dẫn không nè? Hấp dẫn nhất là cái chén mắm nêm. Ngon quá các bạn ơi. Cái lá lốt nó giòn luôn, mình nướng nó giòn mà nó thơm. Có thêm đậu phộng nè, mỡ hành nè. Các bạn ơi, món này ngon quá các bạn. Các bạn thấy món ăn mình có hấp dẫn thì hãy nhớ cho mình xin một like nha. Bye, I love you.